PSG đã lật sang một trang sử mới vào mùa hè 2023. Neymar đã được đẩy sang Al Hilal, còn hợp đồng với Messi cũng không được tái ký. Lần đầu tiên kể từ năm 2017, đội chủ sân công viên có hàng tử thi đấu mà không có cả Neymar và Messi trong đội hình. Trong bộ ba tấn công MNM lừng danh ngày nào, giờ chỉ còn lại Kylian Mbappe. Nhưng tưởng đó là điều mà PSG mong muốn. Đó là xây dựng một môi trường khiến Mbappe thoải mái nhất có thể nhằm thuyết phục anh gắn bó lâu dài với sân Parc des Princes. Thế nhưng chưa biết có khiến Ninja Rùa hồi tâm chuyển ý hay không. Chỉ có một điều mà chúng ta chắc chắn với nhau rằng doanh thu PSG mùa này hứa hẹn vô cùng ảm đạm so với hai mùa trước. Ngay cả khi thủ quân của đội tuyển Pháp có ánh hào quang toàn cầu thì tầm ảnh hưởng của anh cũng vẫn chưa thể so bằng hai ông anh Neymar và Lionel Messi. Việc ký hợp đồng với Neymar vào năm 2017 đánh dấu bước ngoặt lớn về thương hiệu PSG trên trường quốc tế. 4 năm sau, mặc dù vậy bản hợp đồng thế kỷ với Messi còn tác động lớn hơn rất nhiều. Và vài tháng sau khi chia tay hai ngôi sao người Brazil, Argentina, chuyến phiêu lưu kết thúc của họ ở Paris cũng gây tác động không nhỏ tới ba lĩnh vực. Trước hết là các nhà tài trợ. Ngay cả khi một số bên đã ký với PSG trong vài năm và có thể thêm vài năm nữa, tuy nhiên vẫn có các dấu hỏi về mối quan hệ hợp tác lâu dài của họ. Trường hợp mới nhất là Crypto.com. Công ty chuyên về tiền điện tử này đã ký hợp đồng với nhà đương kim vô địch Pháp vài tuần sau khi ký hợp đồng với Messi. Nói là hợp đồng với PSG cho sang mồm, chứ thực chất nếu không có Messi thì còn lâu đội bóng này mới được hưởng sái. Crypto.com cam kết hợp tác trong 3 mùa, bắn vào tài khoản của PSG 8,5 củ mỗi năm. Cũng chính vì lẽ đó, sau khi Messi ra đi, Crypto.com chẳng ngu gì mà lại tiếp tục rót tiền cho PSG. Và theo các nguồn tin uy tín thì công ty này đang đàm phán xé hợp đồng trước hạn 1 năm. Thà chịu khó đền bù một ít còn hơn mất cả cục 8,5 triệu euro. Điều đáng ngạc nhiên hơn là các đối tác từ phía Qatar như Aspeta, Oredo và Qatar Airways lại chậm thanh toán phí. Cuối cùng, việc tìm kiếm nhà tài trợ cho mặt sau áo đấu và đặt tên cho trung tâm đào tạo Poissy mới bị kéo dài. Giám đốc thương mại của PSG, Mark Armstrong cho biết, hầu hết các bản hợp đồng tài trợ cho đội bóng đều tăng từ 3 đến 5 triệu euro lên 5 đến 8 triệu euro cho mỗi thương vụ khi siêu sao người Argentina ở đây. Áo đấu được bán ra của Messi chiếm đến 60% doanh thu bán áo đấu cả đội. Sau mùa 2021-2022, PSG còn ghi nhận mức doanh thu 700 triệu euro, một kỷ lục của câu lạc bộ. Mức tăng vượt bậc của PSG có tác động lớn đến từ Messi. Đó là xét đến các nhà tài trợ. Yếu tố thứ hai bị sụt giảm nghiêm trọng là mạng xã hội. Kể từ khi Messi thoát được khỏi cái nơi địa ngục này, mạng xã hội của PSG, đặc biệt là Instagram, đã mất từ 10 đến 15 triệu người theo dõi. Khi Messi đến, chỉ trong vài tuần, tài khoản của câu lạc bộ đã đạt hơn 20 triệu người đăng ký. Trước khi tiếp tục tăng trong suốt 2 năm anh khoác áo đội chủ sân Parc des Princes, đặc biệt là sau kỳ World Cup 2022 thần thánh, người Pháp thì cứ chỉ trích Messi, nhưng cái đầu của họ không chịu hiểu rằng chính vì cúp vàng ấy đã gián tiếp mang về rất nhiều fan cho đội bóng. Tất nhiên, những người bỏ theo dõi PSG sau khi Messi ra đi vì bản thân câu lạc bộ hơn là vì bến đỗ tiếp theo của hai ngôi sao này đang thi đấu. Tuy vậy, theo một số liệu thống kê thì có một bộ phận không nhỏ vẫn theo dõi PSG ngay cả khi cựu thủ quân của Barca không còn khoác áo câu lạc bộ. Đây được xem là điều tích cực hiếm hoi sau khi PSG chia tay Messi. Song cũng đừng nên quá vội mừng. Theo đánh giá của chúng tôi thì khoảng 30% trong số đó không bấm hủy theo dõi Instagram của PSG là vì họ quên, hoặc là họ thấy việc ấy chẳng đáng quan trọng. Tức là vẫn theo dõi nhưng thực ra không còn quan tâm nữa rồi. Và vấn đề khiến các quan chức PSG lo lắng nhất chính là việc phân phối vé đang vô cùng chậm chạp. Nếu như trước đây sân công viên các hoàng tử tiếp tục chạy vé cho mỗi trận đấu thì Ticketplace, nền tảng bán vé do PSG quản lý, đã chứng lại kể từ mùa hè năm nay. Trước đây khi tôi bán vé, chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ, vé đã được bán hết. Một cổ động viên đặt trước vé theo mùa ở khán đài Borelli giải thích. Anh này nhấn mạnh rằng, hai vé mùa trước của anh với giá 6.000 euro được hoàn lại đầy đủ. Trong khi đó, mùa này, anh không bao giờ có thể nhượng lại hai chiếc vé ở trận gặp Nice vào ngày 15 tháng 9, cũng như một cặp vé khác ở trận đấu gặp Dortmund 4 ngày sau đó. Nhưng chiếc vé cho trận đấu gặp Strasbourg vào cuối tuần này vẫn chưa tìm được người mua. Và nhìn chung, nhiều vé đang chờ bán lại trên trang web. Những người bạn của anh cũng gặp phải rủi ro tương tự với những tấm vé trận Lorient không đều Valence 3-1 vào tháng 8 vừa qua. Hiện tượng này có thể quan sát được từ đầu mùa giải này, chứng tỏ phần nào có thể giải thích là do khách du lịch, những người sẵn sàng trả nhiều tiền để xem Messi thi đấu, đã không còn cảm thấy hấp dẫn khi không còn thiên tài sinh năm 1987 hiện diện. Thậm chí, đến ngành du lịch của thành phố Paris cũng lao đao. Khi Messi rời Barcelona vào năm 2021,
Hội đồng du lịch xứ Catalonia ước tính lượng khách đến thành phố Barça giảm 15-20%. IMC Sport dự đoán tình cảnh tương tự có thể xảy ra ở Paris vào mùa hè này, thời điểm cựu sao Barça kết thúc hợp đồng với PSG. Điều này cũng kéo theo hệ lụy rằng doanh thu của các nhà hàng gần sân Parc des Princes cũng sụt giảm theo. IMC Sport thống kê lượng khách hàng là cổ động viên PSG chiếm 30-40% doanh thu hàng năm của các nhà hàng này. Sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát tại Pháp, nhu cầu đến Paris Saint-Messi thi đấu của người hâm mộ tăng cao. Rõ ràng, hình ảnh đội bóng suy yếu rõ rệt, thương hiệu PSG đã đi xuống đáng kể. Và đương nhiên rồi, chuyên môn, thứ mà các cổ động viên PSG nói rằng Messi làm cho họ yếu đi, đang thể hiện rõ ràng là đội bóng này nhớ Enpulga ra sao. Messi có 21 bàn thắng, 20 đường kiến tạo sau tổng cộng 41 trận đấu cho PSG trên mọi đấu trường. Quan trọng hơn, Messi là hạt nhân trong lối chơi của PSG ở hai mùa giải qua. Khi siêu sao người Argentina ra đi, gánh nặng sáng tạo đang dồn lên đôi vai của Mbappe, người vốn chỉ giỏi chạy nhanh và sút. Theo thống kê từ Transfermarkt, có 34 trận thắng trên tổng số 41 trận Messi thi đấu. Tỷ lệ thắng của đội bóng nước Pháp là 83%. Trong 9 trận Messi không thi đấu thì PSG thua đến 4, chiếm tỷ lệ 44%. Mùa này thì sao? PSG chỉ mới thắng được 5 lần sau 10 trận ở mọi đấu trường, tức là tỷ lệ thắng sụt giảm đi đúng một nửa. Ngoài Messi, liệu ai ở PSG có thể truyền được những tình huống siêu đẳng một cách thường xuyên? Người khá khẩm nhất ở sân Parc des Princes nhiều năm qua là Marco Verratti, nhưng tiền vệ người Italia cũng đã đi nốt rồi. Trong khi đó, PSG làm ngơ trước cách Mbappe tung hoành sau trận hòa với Reims ở lượt đi mùa trước. Mbappe lên mạng xã hội không hài lòng với việc được huấn luyện viên Christophe Galtier bố trí chơi như một tiền đạo cắm. Ở đội tuyển Pháp, tôi chơi kiểu khác. Tôi được tự do hơn so với ở câu lạc bộ. Huấn luyện viên tuyển Pháp luôn sắp xếp một trung phòng để tôi có thể xâm nhập vào các khoảng trống. Trong khi đó, PSG yêu cầu tôi đá cắm. Trước những lời ám chỉ của học trò, huấn luyện viên Galtier chọn cách dĩ hòa vi quý, gọi đây là những lời phân tích bình thường. Thậm chí, PSG còn phải cử người xoa dịu Mbappe. Liệu có đội bóng nào trên thế giới phải chiêu cầu thủ đến như thế? Hồi tháng 8, một đoạn video ghi lại cảnh Mbappe bất ngờ dừng thi đấu khi không được đồng đội chuyền bóng. Huấn luyện viên Galtier một lần nữa phải giải thích hành động của Mbappe rằng cậu ấy đang mệt, cần nghỉ ngơi. Khi một cầu thủ thấy tất cả khúm núm sợ hãi mình, tự bản thân anh ta sẽ nảy sinh ý nghĩ coi thường đội bóng ấy. PSG đã tự đẩy mình vào cái vị thế thấp kém. Họ chỉ giữ được Mbappe không có chút tình cảm nào và đẩy đi Messi, một người toàn tâm toàn ý cống hiến nếu cảm thấy mình được trân trọng.